là rất là mừng được có cơ hội đàm phán với chú hôm nay về cái quan cho tới người ngoại giao trong 22 năm, và là một người viết bài, một người giảng viên ở Đại học Cao Ốc của Việt Nam. Trong bắt đầu câu chuyện này bằng hỏi chú những ý tưởng của chú như thế nào khi năm 17, 18 tuổi chú gia nhập Việt Minh. Tôi là xuất thân trong một gia đình nghèo ở nông thôn, nhưng mà được may mắn là vì học khá cho nên đi vào Huế học bổng của nhà nước Pháp hồi đó. Vì vậy cho nên nhà đình mình nuôi được đứa đi học là vì nhờ học bổng. Vì tôi con nhà nghèo, bố tôi là một người có học và có hiểu biết, cho nên ngay từ rất sớm tôi đã có tinh thần yêu nước sâu lắm. Từ khi đi học trường quốc học, tôi đã rủ những bạn bè thân thiết viết báo, viết những bài báo nói về lòng yêu nước và chửi cái chế độ thực dân từ rất sớm. Và những bài báo ấy là bí mật, truyền tay bí mật trong học sinh với nhau. Rất sớm tôi có cái ý nghĩ về độc lập dân tộc, về yêu nước, về nước nhà độc lập, nhân dân tự do từ rất sớm. Vì sao tôi tham gia sớm? Chính là vì tinh thần hút đúc từ khi đi học. Đặc biệt là khi tôi đang học, tôi có một thầy giáo ấy là ông Đoàn Nồng. Sau này ông tham gia cách mạng của tôi. Thế là ông ta cũng dạy cho tôi về lòng yêu nước, và ông ta giúp tôi viết những bài báo về lòng yêu nước, gửi cho báo rất sớm. Tôi viết báo rất sớm, lúc 16 tuổi. Phong trào Việt Minh đến quê một cái, tôi tìm cách bắt liên lạc với những bạn bè tôi có dính về Việt Minh, và tôi tham gia Việt Minh từ sớm. Như thế là thời gian tham gia đúng là tháng 2, tháng 3 năm 1945. Vậy thì tôi bỏ trường học, bỏ học nghề luôn và đi tham gia Việt Minh. Và tôi được điều vào làm trợ lý cho một cái vị lãnh đạo cách mạng. Ông ta là chủ tịch Mặt trận Việt Minh ở huyện, tổ chức cách mạng ở huyện, rồi và kiêm luôn cái tổ chức cách mạng ở tỉnh. Như thế là tôi trở thành cái trợ lý cho ông ta rất sớm và ở cái vị trí trẻ tuổi mới vào. Và lúc ấy thì đó là những cái kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi về cái thời kỳ phong trào cách mạng. Lúc ấy tôi không phải đảng viên cộng sản đâu, là Việt Minh, tham gia Việt Minh. Sau này khi đi học lục quân rồi tôi mới vào đảng cộng sản năm 46, tháng 9 46. Cho đến bây giờ tôi sắp có huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đấy, là tham gia cách mạng đấy, thế là 80 năm rồi đấy. Khi mà Bác Hồ tuyên bố độc lập, tôi đang còn ở quê, ở tỉnh Quảng Trị. Tôi đang trợ lý cho ông chủ tịch tỉnh. Cho nên là tôi phải tìm cách làm sao để mà nghe được cái tuyên ngôn của Hà Nội. Tôi chạy khắp cả thành phố Quảng Trị để tìm xem có nhà nào có máy phóng thanh. Cả cái tỉnh Quảng Trị mấy vạn dân, duy nhất có một cái máy, một cái duy nhất, một cái thôi mà tôi tìm ra được và về lắp lên đấy để cho nghe cái phóng thanh của bắt liên lạc của thủ đô. Thì cũng may là bắt được. Đó là cái thành công, một cái đóng góp đầu tiên của việc trong việc mà truyền cái tuyên ngôn độc lập từ Hà Nội về cho thành phố Quảng Trị. Bây giờ thì có hàng nghìn không bạn. Hồi ấy một cái máy truyền thanh và truyền radio quý lắm, hiếm lắm. Cho nên là cũng là cái cơ, nguyên cơ gặp được cái chuyện đó. Cho nên là lúc đó sướng lắm. Từ một người dân hiểu được, những người nào có trong cảnh đó mới hiểu được. Trong cảnh mà cảnh bị áp bức bóc lột, đi đâu là bị Tây Đại đánh ở đấy, đi đâu bị xa lô, nó chửi mình là xa lô. Thế thì có những cảm nghĩ như thế mới thấy được cái độc lập được quý biết bao nhiêu, quý lắm. Lúc ấy cho nên là tại sao hàng nghìn thanh niên xung phong và đi chịu hy sinh tránh đánh Pháp, hy sinh người ta sẵn sàng là bởi vì độc lập tự do, không có gì quý hơn nữa. Thế thì đó là cái thời kỳ đầu tiên, là cái cảm nghĩ đầu tiên khi được nghe cái tuyên ngôn độc lập. Sau tuyên ngôn độc lập thì nghĩ cái này chuyện là làm gì bây giờ đây, độc lập rồi
phải làm gì đây? Thì tư tưởng đầu tiên của tôi là đánh giặc. Chú biết cháu hôm qua mình nói về cung cách lãnh đạo. Ừ. Bất cứ một tuổi nào hay là bất cứ một cái cấp lãnh đạo nào. Ừ. Thì theo chú đó, khi mà chú gia nhập quân đội, theo chú khi mà chú gia nhập Việt Minh vào lúc năm 17, 18, khi mà chú gia nhập quân đội, thì chú nhìn về cái cung cách lãnh đạo, thì chú nhìn cái cung cách lãnh đạo như thế nào? Khi mà chú năm chú 18, năm chú 20. Cái kỳ lạ lắm. Cái cung cách lãnh đạo nó rộng lắm. Tôi xem các cái bài viết về cung cách lãnh đạo. Mỗi nghề nghiệp một cái cung cách lãnh đạo khác. Một cái đi dạy học cung cách lãnh đạo khác. Rồi. Làm lính cung cách lãnh đạo khác. Đấy. Cái cung cách lãnh đạo là trước hết là suy nghĩ của mình. Rồi. Tư duy của mình. Thế thì cung cách lãnh đạo khi tôi đi lính là làm thế nào? Làm thế nào? Biết quân sự cho giỏi. Và làm việc, làm đánh giặc cho giỏi. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi trong cái tập thể và những người liên quan đến quân sự. Cái điều đó, cái tư duy đó nó gắn bó tôi 20 năm. Suốt 20 năm tôi là thằng lính, bao giờ cũng tư duy là... Cái cung cách lãnh đạo đó, nó cả bao gồm cái ý thức là lúc đó quân đội Việt Nam so với quân đội Pháp, mình vẫn không có bằng họ. Thì theo chú nghĩ là cái cung cách lãnh đạo đó, nó giúp chú như thế nào? Thì nghĩa là biết là mình sẽ có một cái cuộc tranh đấu lâu dài và đối với một đối phương mạnh mẽ hơn mình nhiều. Thấy ngay rằng là khó khăn đây. Rõ ràng Pháp mạnh hơn ta, không phải mạnh hơn ta đâu. Nó áp đảo ta, nó mạnh hơn ta nghìn lần, chứ không phải hàng trăm lần đâu. Mình có khẩu súng nào đâu. Chưa có một chiếc xe tăng nào, chưa có một cái súng lớn nào cả. Mà nó thì đua hết, mà đánh ta bằng máy bay, bằng tàu chiến, bằng xe tăng. Mình chả có gì cả. Thì biết ngay là khó khăn, biết ngay là gian khổ. Nhưng mà sớm, vì có cái tư duy, cho nên sớm biết rằng là gian khổ và kéo dài. Thì cái tư tưởng mà lãnh đạo, cái ý thức lúc đó là thấy mọi việc sẽ khó khăn, sẽ gian khổ, sẽ kéo dài. Mà cái suy nghĩ về suy nghĩ của lãnh đạo và của cái cấp lãnh đạo của đó và của bản thân tôi suốt cả thời gian 10 năm đều thấy là khó khăn, gian khổ, kéo dài. Cái đó là cái luôn luôn là nó nằm trong người mình, trong đầu óc mình, trong đầu lãnh đạo của mình. Và cái đó là những cái tư tưởng của chú khi mà tham gia quân sự ở Điện Biên Phủ bắt đầu. Khi mà quân đội Việt Nam bắt đầu là gặp gỡ quân đội của Pháp ở Điện Biên Phủ. Chú nghĩ như thế nào khi mà sau 56 ngày, sau 3 tháng thì đúng hơn, lâm chiến ở Điện Biên Phủ, quân Pháp đầu hàng. Chú có nghĩ là cái ngày đó có thể xảy ra cho Hà Nội, cho Việt Nam không? Chúng tôi có một cái đặc điểm trong quân đội Việt Nam và cái việc chống Mỹ và chống Pháp và cả sau này chống Mỹ. Khi lâm trận, chúng tôi đều thấy là sẽ thắng lợi. Nhất định đến thắng lợi, chỉ có gian khổ. Lúc đó chưa nghĩ tới là 10 năm hay là 15 năm. Chưa nghĩ tới, nhưng mà thế nào cũng dài. Mà dài như đền thắng. Cho nên khi quân ta tổ chức đánh Điện Biên Phủ, tất cả những anh em trong bộ tổng tham mưu của tôi, cũng như tất cả những anh em khác mà tôi gặp gỡ, kể cả những người lính bình thường và cả người dân đều thấy là mình đánh Điện Biên Phủ nhất định thắng. Mặc dù thằng Tây đó, thằng Pháp nó thách dám đánh. Tôi nói là tha hồ thách đi, mày sẽ có ngày mày lời thách, xem lời thách của mày là thế nào. Và trong tư tưởng của tôi, mặc dù tôi không trực tiếp Điện Biên Phủ, nhưng mà thấy cái tình hình chung và cái tập trung lực lượng của mình đã tập trung lực lượng như vậy, thì cho nên là chúng tôi thấy quyết tâm thắng và thắng, chứ không phải là những cái người lính đi tới bao vây Điện Biên Phủ, những người dân công tải đàn tải gạo lên Điện Biên Phủ, mọi người đều thấy là thể thắng, cho nên người ta mới sẵn sàng hy sinh. Khi mà không muốn thắng và không thể thắng thì người ta hy sinh đâu, người ta chưa hy sinh, người ta còn thận trọng dè chặt, đằng này người ta hạ quyết tâm là vì chắc chắn là thắng.
đó là cái điều chắc chắn, và bản thân chú cũng có cái ý nghĩ là chắc chắn lắm. Từ đó chú gia nhập phái đoàn đàm phán ở Paris với Mỹ vào năm cuối năm thập kỷ 60. Cái cảm nghĩ của chú như thế nào khi mà Bộ Ngoại giao lựa chú là một thành viên của cái phái đoàn đó? Và chú nghĩ là cái cung cách lãnh đạo như thế nào mà họ dựa trên cái sự lựa chọn của họ? Là quân ta nổ súng ở Sài Gòn. Mùng 1 Tết, mấy vạn dân ở miền Bắc đều rất vui vẻ với cái tin đánh Sài Gòn. Ngay sáng mùng 1 Tết, sáng mùng 2 Tết, tôi được triệu tập Bộ Ngoại giao. Ông Nguyễn Duy Trinh là Bộ trưởng triệu tập 4 anh em chúng tôi lại, nói các cậu chuẩn bị đi, sắp phải đàm phán rồi đấy. Tôi gắn bó cuộc đàm phán Paris cho đến hơn 10 năm về cái cuộc đàm phán. Từ khi bắt đầu đàm phán cho đến khi tổng kết, kết thúc và viết thành sách. Và tôi mất 10 năm về chuyện đó. Đánh Mỹ là việc rất lớn, cực kỳ lớn lao, cực kỳ khó khăn, cả trên chiến trường, cả trên bàn đàm phán và cả trên mặt trận quốc tế. Khó khăn vì sao? Việt Nam là nước yếu nghèo, đất nước bị chia cắt, chỉ có miền Bắc để giải phóng thôi. Vũ khí chưa có bao nhiêu, lực lượng còn yếu, máy bay không có, xe tăng không có, tàu thủy không có. Thế ngồi đàm phán với hắn, các bạn biết, nên biết rằng Mỹ có một hệ thống ngoại giao rất mạnh. Nó có hàng trăm đại sứ được đào tạo, cấp bậc đại sứ được đào tạo rất là giỏi. Còn mình là ngành ngoại giao với thánh lắm. Thế mà phải đương đầu với cái nền ngoại giao của Mỹ. Quân đội ta phải đương đầu cái lực lượng hùng hậu của Mỹ. Thì cái cuộc khó khăn lắm. Bước chân vào ngoại giao, bước chân đàm phán, chúng tôi biết ngay là khó khăn. Trước hết, bây giờ nói về vài ví dụ. Việc đầu tiên là ta đòi Mỹ, không có lý do gì Mỹ vào miền Nam cả. Miền Nam là của chúng tôi, miền Nam là của nhân dân miền Nam Việt Nam, miền Bắc là của chúng tôi. Tại sao các anh phán bom ném bạc miền Bắc chúng tôi? Việc ngồi và đàm phán, việc đầu tiên là ta đòi hai điều. Một là Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc. Hai là rút quân khỏi miền Nam. Vô điều kiện. Vô điều kiện. Hai cái đòi gọi mình hợp lý quá chứ. Ném bom cho tôi, nước tôi độc lập, thế thì anh tự nhiên phát bom tôi. Có ai ném bom đồng Mỹ đâu. Thế thì anh ném bom chúng tôi, anh phải rút quân khỏi miền Nam. À, anh phải chấm dứt ném bom miền Bắc. Anh đưa quân vô lý, đưa quân vào Việt Nam, xâm lược Việt Nam mới rút quân. Đó là mình nói lý, nói lẽ phải, cách để cho nó để áp đảo nó thôi. Nhưng mà có phải là mình nói gì đâu nghe đâu, nó chịu đâu. Nó nói vâng, bây giờ cả ông là đang tiếp tế cho quân Việt Cộng ở miền Nam. Bây giờ các ông ngừng cái việc tiếp tế đó, chúng tôi sẽ ném bom miền Bắc. Thứ hai là khi ta đòi Mỹ rút quân khỏi miền Nam thì hắn đòi gì? Mỹ nói đó, bây giờ quân Việt Nam, quân Mỹ vào miền Nam đúng rồi, là không được, không phải là người quân ngoại nhập. Thế thì quân miền Bắc của anh vào miền Nam cũng là quân ngoại nhập. Thế thì bây giờ hai quân ngoại nhập cũng rút, Mỹ cũng rút, cả quân miền Bắc cũng phải rút khỏi miền Nam. Thế mới được công bằng chứ. Đấy là công bằng theo kiểu Mỹ mà. Thế làm sao bây giờ? Cứ ngồi cãi nhau ngày này qua ngày khác. Anh rút, tôi rút. Anh không rút, tôi không rút. Cứ thế cái cãi nhau vậy. Cuối cùng chú mới đề nghị, chính quyền khác hơn đề nghị đưa ra cái luận điệu như thế này. Quân Mỹ không có lý do gì không rút cả. Còn cái vấn đề lực lượng của miền Bắc tham gia ở miền Nam là một lực lượng Việt Nam. Thế thì các lực lượng Việt Nam ở miền Nam giải quyết như thế nào? Sẽ cho các bên miền Nam giải quyết. Các lực lượng Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Nói ngầm là tất cả các lực lượng ở miền Nam, kể cả quân miền Bắc nữa. Thì như thế nào đó là cho các bên Việt Nam giải quyết. Mỹ không được chỉ gì về chuyện đó.
chuyện đó là Mỹ không được bàn. Mỹ ra ngoài, Mỹ là quân ngoại nhập, còn cái lực lượng Việt Nam ở miền Nam cho các bên miền Nam giải quyết. Đưa cái luận điểm đó rất hay, hay lắm. Tức là gạt không cho thằng Mỹ đòi quân miền Nam rút được. Việc là do bên các bên Việt Nam giải quyết. Đây là cái lý lẽ để mà bác cái luận điều hai bên cùng rút của Mỹ. Hiểu đó, tôi nói thế có hiểu được không? Đấy, cái luận điểm của mình là bác cái hai bên cùng rút. Bác cái hai bên cùng rút. Bác rất hay, mà cả thế giới thừa nhận là mình nói rất hay. Vấn đề kia tách ra vấn đề quân Việt Nam là vấn đề của dân Việt Nam, do cả bên Việt Nam giải quyết. Thế thì đấu lý thế. Cuối cùng đến khi Mỹ thấy phải không có thế nào để kéo dài được nữa, Mỹ phải rút và chấp nhận cái khẩu hiệu của ta là lực lượng vũ trang Việt Nam. Nhưng mà sửa lại một cái, lực lượng vũ trang miền Nam ở miền Nam Việt Nam do hai bên miền Nam giải quyết, tức là do một trận dân tộc giải phóng, chính phủ cách mạng lâm thời với lại Sài Gòn giải quyết với nhau, chứ không phải là dính với Mỹ nữa. Như thế là mình thắng lợi ở chỗ là gạt được cái Mỹ dính vào việc giải quyết vấn đề Việt Nam, tức là buộc lòng Mỹ sẽ chấp nhận quân Việt Nam ở lại, quân miền Bắc ở lại miền Nam. Đó là cái thắng lợi rất lớn về ngoại giao. Trong cái thế ta yếu thế này, giữ quân lại, Mỹ rút mà quân Việt Bắc thì ở lại, cái đó lớn lắm. Đó là thắng lợi lớn nhất trong đàm phán ngoại giao bước đầu. Chúc cho cháu hiểu chứ là có một cái giáng trình rất là dài, 20 năm là một người trong pháo binh, 22 năm trong quân đội, trong ngoại giao, và cái quá trình là một người giảng viên, là một người thầy giáo. Nhìn qua cái ba cái phối cảnh đó, chú nghĩ gì về cái cung cách lãnh đạo của mỗi thời, và cái cung cách lãnh đạo đó trong mỗi thời đó nó cần gì, cần những yếu tố gì? Dù quân sự, dù ngoại giao, dù giáo dục, phải có một cung cách lãnh đạo đúng đắn và mọi người đều hướng vào đó cả. Đó là cung cách ấy gồm có mấy cái nhân tố thế này này. Trước hết là phải đánh giá đúng tình hình. Khi ta đánh nhau với Pháp, ta đánh giá thằng Pháp mạnh chỗ nào, nhưng mà nó có chỗ yếu. Đánh Mỹ của Mỹ cũng có chỗ mạnh chỗ yếu, phải thấy được tình hình. Khi thấy mạnh, thấy yếu, thấy thuận lợi, thấy khó khăn, đó là cái đánh giá tình hình. Cái nhân tố thứ hai, đề ra chủ trương đúng đắn, quan trọng lắm. Là cái vế thứ hai của lãnh đạo, của phương thức lãnh đạo là chủ trương đúng đắn. Việt Nam mà chủ trương đánh Mỹ mà đánh trên thì chết rồi. Việt Nam đánh Mỹ phải chủ trương đánh kéo dài cho nó mệt mỏi, cho nó nhân dân Mỹ chống đối, cho nó suy yếu đi chứ. Cho Việt Nam mà chống Mỹ đánh kéo dài. Tư duy thứ ba là kỹ thuật và biện pháp. Có cái chủ trương đúng rồi, chứ mà làm sao có chủ trương đúng từ khác, chủ trương nó hình thành lực lượng đó. Phải có lực lượng, phải có biện pháp để thực hiện cái đường lối đó. Huy động nhân dân thế nào, huy động lực lượng thế nào, ở ngành nào có cái lực lượng cả. Làm giáo dục phải có lực lượng, làm quân sự phải có lực lượng. Thế thì phải tổ chức lực lượng thế nào để thực hiện được mục tiêu đó, là Mỹ ba cái nhân tố thế. Nhân tố tiết đánh giá đúng tình hình, nhân tố thứ hai là phải có cái chủ trương đúng, thứ ba là có cái lực lượng để bảo đảm thực hành đó. Khi mà chú nói về huy động nhân dân, từ một cái cung cách lãnh đạo, chú nghĩ có nhiều lúc mình biết, mình nắm hiểu được tình hình, có nhiều lúc mình không nắm hiểu được tình hình, nhiều lúc mình có thể là cái sự tự tin của mình nó không có mạnh mẽ như là nhiều lúc khác. Trong những cái lúc mà thiếu tự tin hay là trong những lúc mà mình không hiểu, nắm vững được vấn đề đó, làm sao mình huy động nhân dân như thế nào chú? Cái đó, tất cả những vấn đề đều có trong cuộc sống cả. Đó là nghệ thuật của lãnh đạo. Muốn huy động nhân dân mới là nghệ thuật. Nghệ thuật là gì? Khi nào anh chủ trương cái gì đó, anh tính toán cái gì đó, anh phải có ba phương án. Đời sống của tôi thì người ta gọi là ông Huỳnh là ông ba phương án. Ông ba phương án là vì là khi nào ai hỏi tôi bảo cái này ba phương án. Cái này là ba phương án. Ba phương án là thế nào? Là tính cái mình đạt cái yêu cầu cao nhất là phương án cao.
Nếu không đạt phương án cao thì mình phương án trung bình. Tối thiểu đi nữa mình cũng đưa phương án thấp. Thấp nhưng mà tương đối có lợi, nhưng mà lợi tối thiểu. Thế là ba phương án. Thí dụ ta đòi Mỹ rút. Khi đã đàm phán rồi thì Mỹ phải rút quân chứ. Rút quân đi. Phải xem ta Mỹ rút trong bao lâu. Ta đòi nó rút nhanh 10 hôm, 50 hôm nữa, 1 tháng nữa xong. Ta đây là phương án Mỹ rút trong vòng 10 ngày, 30, 15 ngày gì đó. Là 30 ngày, 1 tháng. Ta biết chắc nó không nhận đâu. Đời nào nó mấy chục vạn quân làm sao mà rút trong 1 tháng ta không được. Thì ta đã về là 2 tháng, 60 ngày. Và ta chuẩn bị cái phương án 90 ngày là 3 tháng Mỹ rút xong. Ta đấu tranh cho phương án 1 tháng, mãi không được. Đấy, ông Lê Đức Thọ bảo thôi được, tôi vì chiếu cố để hoàn cảnh của ông phải ý như là chúng tôi tạo thêm đường xá cho ông được thuận lợi, chúng tôi huy động ra lệnh cho toàn quân ở miền Nam Việt Nam là không đánh Mỹ nữa để cho ông rút lui được thuận tiện. Thế cuối cùng ta thỏa thuận với ông là 60 ngày. Thế là trong hiệp ý ghi là Mỹ sư rút hoàn thành rút trong 60 ngày. Ngày Mỹ quân cờ ở miền Nam chính là đúng 60 ngày sau khi hiệp định. Như thế là phương án 2. Phương án 3 ta phải dùng đến. Thế đây là cái cách tính toán, là cái cách phải chức chắc, không phải là mình đòi gì được đấy. Nếu mà cháu lấy từ cái địa điểm đó, cháu nhìn về tương lai, về vấn đề cái khía cạnh mà cùng các lãnh đạo, thì làm sao mà mình biết là ai là bạn thật, ai là thù thật hả chú? Câu hỏi thật thông minh đấy, mà khó trả lời đấy. Bây giờ đây Mỹ còn là kẻ thù của Việt Nam không? Pháp còn là kẻ thù của Việt Nam không? Ai là kẻ thù của Việt Nam? Thật khó, thật khó. Nhưng mà đòi hỏi lãnh đạo phải phân biệt được, phải tính toán được, phải cân nhắc, phải tính toán được. Nói ra hay không nói ra là một chuyện, nhưng mà trong tư duy lãnh đạo là phải biết. Không nói ra, chưa chắc tôi nói ra với anh là thù tôi chưa chắc tôi nói đâu. Ứng xử, tìm cách ứng xử thích hợp với cái kẻ nào mà có thể gây nguy hại cho độc lập chủ quyền của mình. Người lãnh đạo phải, tôi có ra ba nhân tố. Một, nhân tố nắm tình hình thật vững vàng. Thứ hai, chủ trương thật đúng. Thứ ba là có biện pháp để thực hiện cái chủ trương đó. Thế bao giờ? Trước hết là phân tích, phát sinh. Nắm tình hình là phân tích. Phân tích điều gì sắp xảy ra. Người lãnh đạo phải thấy điều gì sắp xảy ra đây. Điều gì, khả năng nào xảy ra nhất đây đi. Trong cái khả năng xảy ra, khả năng nào là xấu cho ta nhất. Những cái đó đều phải tính toán cả. Cái người lãnh đạo không biết tính toán thì khả năng xảy ra, không tính toán nào khả năng xảy ra thì là người lãnh đạo dở. Người lãnh đạo giỏi là người khả năng tính toán thì khả năng nào xảy ra, xảy ra thì ứng phó thế nào đây. Và cái đó là cái cung cách mà lãnh đạo mà chú là mong muốn trong tương lai và hiện tại cho Việt Nam. Hiện tại, tương lai và mãi về sau đấy đều phải thế cả. Phải thế cả. Phải tính toán chuyện 5 năm, 10 năm sau. Chứ bây giờ chỉ nhìn 1, 2 năm cũng được. Tính toán dài hơi hơn nữa. Nếu mà chú có một lời tóm tắt hay là một lời dạy bảo cho những người lãnh đạo tương lai, tương lai, hay là chú có một lời nói khuyên cho con cháu của chú, thì nhìn về cái khía cạnh mà cung cách lãnh đạo đó thì chú sẽ nói gì với họ? Chú là một cán bộ bình thường, không dám khuyên ai và không dám lên lớp cho ai. Chú chỉ tỏ lòng mong muốn người lãnh đạo phải là người, một, đó là phải là người tiến kịp thời đại. Thời đại nó tiến rồi, nó thay đổi rồi. Anh đừng ôm khư khư vào cái cũ cổ lỗ. Phải tiến kịp thời đại. Người lãnh đạo không kiếm thì thời đại bị lạc hậu ngay thôi. Bị lạc hậu. Thứ hai, người lãnh đạo là người phải biết dự kiến mọi khả năng. Khả năng ngắn hạn, khả năng trung hạn, khả năng lâu dài. Phải tính toán các khả năng xảy ra sắp tới.
năm nay kinh tế hơi đỡ, đất được mùa, nhưng phải tính toán khả năng ta mất mùa thì sao? Kinh tế khó khăn nữa thì sao? Giá dầu còn lên nữa thì làm sao? Tất cả là phải tính toán những khả năng xảy ra, khả năng xấu nhất xảy ra. Anh nào tính toán giỏi thì anh là thắng. Phải tính toán, người lãnh đạo phải có biết nhìn thấy. Tôi không thể lên lớp cho ông lãnh đạo nào, nhưng mà tôi có mong lòng mong muội của tôi là như vậy. Lãnh đạo phải tiến kịp thời đại. Lãnh đạo thế giới đã tiến rồi, mình phải tiến theo đó. Đừng bám lấy những cái mà 30-40 năm trước ta đã đeo đuổi, mà bây giờ tình hình đã thay đổi rồi. Thứ hai là phải có những cái tính toán khả năng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, tính toán kỹ lưỡng, cho nên mới khi đó mình tính không được. Cháu thành thật cảm ơn chú đã chia sẻ cái kinh nghiệm của chú với chúng cháu và cho những cái thế hệ trong tương lai. Cháu xin cảm ơn chú nhiều. Thôi, tôi cũng cảm ơn Minh đã tổ chức cái cuộc gặp gỡ này và chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn này vất vả lắm. Cảm ơn chú.